mô tả nha mọi người. Xịn nhất con nào coi đợi xí đi, đợi mấy bạn ghi lại dọc cái con thể luôn. Xịn gì? Nè, rồi tới đông đủ phải không? Rồi dẫn đi cho coi ngựa nha, mới mở trang trại này luôn á. Ôi, chị, chị nghe nói chị mới khai trương nên chị sẽ tặng một con phải không? Ủa, hai đồ, hai đồ, có đem theo tiền không? Đem theo tiền cho dẫn đi coi nha. Nhanh nè. Bao lâu rồi? Trời ơi, đại gia, cắt mời đại gia qua đây. Trời ơi, tôi đại gia đây. Đây là hai con ngựa đầu tiên xin giới thiệu với mọi người. Đây là giống ngựa đến từ châu Phi, hơi bị hiếm đó. Tôi phải qua nước ngoài, mua từ nước ngoài đem về á. Vậy là hiểu rồi. Lông nó mượt mà chưa. Vậy là giống ngựa này giống ngựa châu Phi đúng không? Đúng rồi, mạnh lắm á nha. Thích hợp với mấy bạn nữ luôn. Thôi nhưng mà sao con này nó trắng như bạch tạng vậy? Ủa, nãy em mới đòi trắng mà, sầu riêng. Không, trắng xương xương thôi. Sầu riêng mua. Tôi quyết định mua con này, tôi sẽ làm bạch mã hoàng tử. Ôi, từ từ đi coi hết ngựa đi, quyết định nhanh vậy. Trời, ngựa nhà tôi còn nhiều mà. Chúng ta đây. Đây là con ngựa bên cùng, bên kia là bạch, bên đây là hắc. Đó, một cặp đôi luôn. Không nè, trời vừa trắng vừa phong cách luôn, trời đẹp đó. Thôi, tôi nghĩ là rồi nữa, tôi làm bạch mã hoàng tử, tôi làm hắc bạch công tử. Ôi, thích hắc hả? Con này đẹp á. 2 hours later. Tụi nó đi về rồi, mình định lấy kiếm ra chặt hết mấy con ngựa của tụi nó. Kìa, tụi nó đứng kìa. 1, 2, 3 đứa. Ba đứa này nó chơi. Chạy đi anh em ơi. Bắt được không? Ê, tức quá, mốt mà tao có ngựa. Tao dí tao bay, tao chiết hết. Thôi, không nói nhiều, tao đi bắt ngựa. Tao đi tìm con ngựa đó, tao bắt về. Tao không có bắt được. Bắt ngựa lắm. Biết đâu được. Ok. Thôi chứ làm lắm không bằng á, đòi bắt là bắt. Trời ơi, chạy qua cái nhà này công nhận thích ghê thằng ngựa ha. Để mình lấy kim cương. Lấy kim cương mua lúa của Kiwi đi bắt. Trời ơi, sợ gì? Kiwi ơi. Chị đâu không? Còn dưới lúa không? Bán cho tôi một ít đi. Trời ơi, mới tính đi vô ngủ luôn á. Nè, đưa kim cương hết nè, bán lúa đi. Ôi, nhiều kim cương quá, đó, mở ra, lấy nhiêu lấy đi, trời ơi, lấy okay, hết okay, được. Ok. Quá thiệt kim cương. Rồi, tụi bay ở nhà đi, tao đi đây, tao đi bắt đây, tao mà bắt được, tụi bay sẽ biết cái cảnh với tao. Mấy thằng quỷ, tụi bay bí đi, để tao đi bắt, tao mà bắt được về, tao chặt hết từng con ngựa, từng đứa luôn. Sợ quá. Đi, đua ngựa thôi anh em ơi. Tức quá, trời ơi, các bạn ơi, tức quá. Mình mà đi bắt được một cái, tôi nói thiệt nha. Tôi lấy con ngựa đó, tôi cưỡi về, tôi cho mấy con này chết hết, tôi chém. Thì giờ mình không có dí lại tụi nó bạn ơi. Trời ơi, nhà quanh hacker lúc này cũng xịn nha. Biết khu này có ngựa nào không ta? Thường thường người ta nói ngựa thì ở trên núi, để mình băng qua cái nhà của anh hacker thì coi có con ngựa nào trên núi không. Đù. Anh hacker có ngựa gì xịn vậy? Đù. Ui các bạn ơi, anh hacker có một con ngựa đúng xịn luôn nè. Con ngựa có cánh luôn kìa. Mình ăn cắp con ngựa của anh hacker được không ta? Yes. Ăn được nè. Ăn đi con. Ăn đi đỏ, ăn đi, ăn kim cương hả? Ui! Ui! Gì vậy? Ui! Ô! Tôi chịu mình luôn rồi nè mọi người. Đâu? Bay rồi. U! Ủa giờ sao xuống? Lỡ bay lên giờ xuống không. Ồ, mấy cái chỗ này lại lắp đồ vô nè. Ui, mình đang cắt được con ngựa của anh hacker đó bạn ơi. Ui, ê, chết rồi, bây giờ mình lỡ mình đem ra đây rồi. Để vô nhà anh hacker có gì không, ăn cắp luôn coi. Ủa, con hacker đi đâu ta? Cũng tiện. Bây giờ mình, ui, mấy cái đồ quá trời xịn luôn. Bỏ lúa lại cho ổng đi. Bỏ lúa kim cương này đi. Ui, ủa mấy cái này là gì vậy? Ủa mấy cái này để làm gì ta? Có cái sừng của ngựa unicorn luôn nè, trời. Trời ông này ông chơi chắc ông cắt cái đầu cái sừng của con ngựa luôn hay sao rồi mấy bạn ơi. Ôi lại này để mình coi con ngựa này coi. Trời. Ê, có gì bỏ vô được không? Này bỏ đâu? À này bỏ này. Này bỏ này. Này bỏ này. Đồ! Oh shit. Ủa còn mấy cái này thì bỏ đâu? Oh. Ui, gì vậy? What the hell, quăng cái này trên cái sừng của nó ngựa vậy? À, các bạn có thể ghi bất kỳ trên cái gì trên đây được luôn. Ui, đi chổng lục lên đầu coi. Ui, để coi còn gì không. Ui, có mấy cái rương bên đây nữa nè. Ui, mấy cái này là cái gì ta? Không hiểu gì lắm.
Thôi cứ cầm đi, để chút có làm gì được cho con ngựa không mày. Ui lấy hết, lấy hết. Đồ nhà anh hacker hơi bị xịn. Đúng là anh hacker có khác. Có cái gì cũng có các bạn ơi. Anh hacker thiệt là xịn. Trời ơi, anh em nào thấy hacker xịn comment bên dưới nha. Ô nhưng mà sao giờ ngựa nó cũng không đi theo ý mình đi. Từ từ để mình gắn này vô coi. Ô shit gì vậy. Mình nói gì. Quên, mình chưa có cái yên ngựa bạn ơi. Ơi, để chạy về. Chạy về kèm QB bán yên ngựa. QB ơi. Cho bán tôi một cái yên ngựa. Ủa? Cho tôi cái yên ngựa đi. Không có ngựa, mua yên ngựa làm gì? Tôi bay chuẩn bị đi, Ê, cho tôi cái yên ngựa nãy đưa tiền dư quá trời ơi. Trời nè, hên là nãy vô nhiều kim cương á. Đó. Ok, cảm ơn. Nãy giùm luôn nè, đó. Anh bắt con mệt cưỡi em không? Không cưỡi hả bạn ơi? Không cần, không cần. Trời, tụi bay sẽ thấy cái cảnh tụi bay đợi đây. Bò. Ok. Bò cái đầu mày. Tao về nhà mà tao lấy con ngựa tao xiên vô cái đầu mày luôn. Ok, cưỡi trâu đi. Tức quá mà. Về mình lấy con ngựa này mình cưỡi lên là tụi nó sợ liền. Kìa con ngựa của mình kìa. Định mệnh tụi bay, ngựa tao bay được luôn. Ngựa tụi bay bay được không? Đậu xanh. Đi. Nhanh lên. Mà con ngựa mình gắn từ lưa màu hết mấy bạn ơi. Mà kệ đi. Ôi, cưỡi được nè. Bay. Wow. Ui, bay về. Tao lấy cái này tao xiên con ngựa tao bay chết. Ê, tụi bay ơi, tao về nè. Nghe tiếng hai cưỡi bò đâu rồi? Tao nè, thấy tao chưa? Ở đâu vậy? Đâu? Tao nghe tiếng. Ở trên đầu tụi bay nè. Kha. Con quỷ. Ủa cái gì á? Tao đây. Ê, con gì á? Con ngựa. Cái gì có cánh kìa ba. Anh em ơi. Con ngựa. Con ngựa. Đẹp quá. Ơi cho tôi coi với. Sao? Ê, hai đứng lại ơi. Con gì vậy? Con ngựa. Con ngựa chiến mã. Con ngựa. Cái chạy. Ngựa gì mà. Nhìn nè. 1 2 3. Ôi. À, xuống đây mình nói chuyện xíu nha. Không. Nãy đứa nào chửi tao đâu. À, em có vàng rồi. Cho em thuê con nói nửa tiếng đi. Đổi ngựa đi nha. Tao xiên tụi bay. Không bao giờ, mày tưởng ngựa tao là thương mày nha. Hàng miễn phí hả? Không được, con ngựa này rất là quý hiếm. Ủa con ngựa nhìn gì đâu mà. Mày dám bắt ngựa tao lên nè, tao bay luôn nè. Mất cộng dây liền. Đó này đáp xuống phải đáp từ từ. Đó được chưa. Ủa ngựa này ngựa gì mới đâu ra gì ghê. Ngựa chiến mã trời. Anh anh bắt được đó. Cực khổ lắm. Ủa bắt ở đâu vậy chị ơi. Chị chỗ bắt chứ. Chị ơi tôi muốn bắt. Nè thấy không ngựa tao đập cánh luôn nè. Tụi bay thấy chưa. Ôi xịn quá. Xịn chứ. Ai đâu thì ngựa đã vậy. Được chưa. Xiên luôn kiwi nè. Xiên luôn con ngựa mày luôn à. Chưa bao giờ thấy ngựa vậy luôn á. Trời ơi, giỡn hoài ngựa xịn chứ bộ. Đừng giỡn hoài. Anh đóng 4 được không? Chở 4 người được không? Tao xiên mình chốt. Không được. Ui. Hai ba đứa mình hợp lực lần ba đánh nhất ổng rồi cướp con ngựa. Nè, mày muốn đánh ngựa tao nè. Đánh ngựa tao nè. Ôi, ngựa nha mạnh quá. What you say? Đánh ngựa tao nè. Xiên luôn. Chọc quê tao nè. Chọc quê tao hả con. Ê. Ôi, chạy. Đứng lại. Tao xiên con ngựa mày chết. Mày. Giỡn mày con chiến mã của tao hả. Sao. Trời ơi con ngựa đó. Nó đẹp mà nó không dữ quá à. Dữ gì. Chọi chiến mã. Đó giờ bay nè. Đó. Ui. I can fly. Trời buôn bán ngựa bao năm chưa thấy. Sao? Được chưa? Bán không anh? Bán không? Giờ bán. Chém nè, chém nè, xiên nè, xiên nè. Con quỷ là hủ đứng lại luôn. Sao? Thôi, nghĩ tình nhân tử của Jimmy thôi nên tôi sẽ cho Jimmy mượn. Nhưng mà tụi này phải đi cho khác. Thôi đi chỗ khác. Đi chỗ khác mày. Thằng này đi chỗ khác luôn mà ăn cắp ngựa tao đúng không? Rồi, đây cho Jimmy mượn nè. Wow.
Đó, xịn chưa? Ủa, mình đi nhắm make up nữa. Diễn chưa make up nữa. Tụi mày thấy xịn chưa? Tụi mày thấy xịn chưa? Jimmy mẹ ơi, xuống đây đi, em cho chị cái này vui lắm. Ui, nó bắn ngựa tôi ghê, coi chừng. Coi chừng, đừng để nó bắn ngựa nha Jimmy. Jimmy ơi, cơ hội Jimmy ơi. Đập Jimmy, đập Jimmy kìa. Chạy đi. Trời ơi, cơ hội, nó nhặt cơ hội.